Sống đúng, sống đẹp. Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Thứ hai, 28 tháng 3, 2022. Tập 85. Từ số 1489. Số 1489. Cuộc tình tự giữa Thiên Chúa nhân lành với một linh hồn trọn lành. Linh hồn. Lạy Thiên Chúa và Tôn Sư của con mong ước được thưa chuyện cùng Chúa. Chúa Giêsu, hỡi con cưng yêu của Cha, con hãy nói đi. Lúc nào Cha cũng lắng nghe, Cha đợi chờ con. Thế con muốn thỏ thẻ gì nào? Lạy Chúa, trước tiên xin cho con được thổ lộ tâm tư dưới chân Chúa trong dầu thơm tri ân, vì muôn vàn phúc lành Chúa đã trào đổ cho con. Mặc dù rất muốn, nhưng con không sao đếm nổi. Con chỉ nhớ không một giây phút nào trong cuộc đời mà con không được cảm nghiệm sự bảo bọc và lòng lành của Chúa. Những lời của con làm Cha mát lòng, và lời tạ ơn của con khai mở những kho tàng ân sủng tân kỳ. Nhưng con ơi, mình hãy hàn huyên cho hết những điều chôn chặt trong tâm hồn con. Mình hãy thủ thỉ cho hết như hai tâm hồn yêu đương vẫn làm. Ôi, Chúa nhân lành của con, trong tâm hồn của con có những bí nghiệp mà chưa ai biết và sẽ không bao giờ biết ngoài một mình Chúa. Vì dẫu con có muốn tự sự cũng chẳng được ai cảm thông. Thừa tác viên của Chúa chỉ biết chút ít thôi, vì con đã tỏ bày, nhưng trong những mầu nhiệm ấy Ngài chỉ biết một phần trong những điều con có thể trình bày với Ngài mà thôi. Phần còn lại vẫn còn đó giữa Chúa và con cho đến muôn đời. Lạy Thiên Chúa của con, khi thứ tha tội lỗi cho con, Chúa đã bao bọc con trong áo choàng thương xót của Chúa. Không lần nào Chúa đã khước từ ơn tha thứ. Chúa luôn dành cho con lòng cảm thương và một đời sống ân sủng mới mẻ. Để ngăn ngừa những nghi nan, Chúa đã giao con cho sự ân cần chăm sóc của giáo hội là hiền mẫu của con, người nhân danh Chúa bảo vệ các chân lý đức tin và canh phòng con cho khỏi lầm lạc, nhất là nơi tòa xót thương của Chúa. Linh hồn con tìm được một đại dương ân phúc. Dù Chúa đã không cho các thiên thần sa ngã thời gian để sám hối hoặc kéo dài thời gian thương xót cho họ, lạy Thiên Chúa của con, Chúa đã đặt để các linh mục thánh thiện chỉ vẽ cho con nẻo đường chắc chắn. Lạy Chúa Giêsu, còn một bí nghiệm nữa trong cuộc sống con, điều sâu thẳm và thân thương nhất cho tâm hồn con. Đó là chính Chúa, khi Chúa đến với linh hồn con dưới hình tấm bánh. Trong đó chất chứa toàn bộ bí nghiệm sự thánh thiện của con. Ở đây, trái tim con được kết hợp với trái tim Chúa, để chỉ còn là một mà thôi. Không còn bí nghiệm nào khác, bởi vì tất cả những gì của Chúa đều là của con, và tất cả những gì của con đều là của Chúa. Đó là quyền toàn năng
và phép lạ lòng thương xót Chúa. Tất cả miệng lưỡi loài người và thiên thần hợp lại cũng không thể tìm được những ngôn từ xứng hợp với mầu nhiệm tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Khi chiêm ngắm mầu nhiệm này, tâm hồn con rơi vào một cuộc xuất thần. Trong thinh lặng, con thân thưa với Chúa, lạy Chúa, bởi vì ngôn ngữ tình yêu là không lời, không tiếng, không cái động nào của tim con mà Chúa không biết. Lạy Chúa, mức độ Chúa hạ mình thái quá đã đánh thức trong tâm hồn con một tình yêu càng nồng nàn cho Chúa, đối tượng tình yêu độc nhất của con. Đời sống kết hợp biểu lộ qua đức thanh khiết vẹn tuyền, lòng khiêm nhượng thẳm sâu, sự thinh lặng dịu hiền và nhiệt tâm cháy bỏng vì phần rỗi các linh hồn. Lạy Thiên Chúa rất ngọt ngào của con, Chúa canh giữ con từng giây phút và soi sáng cho con biết phải hành động thế nào trong từng trạng huống cụ thể. Khi tâm hồn con chao đảo đôi đường, chính Chúa thường xuyên can thiệp để giải quyết khó khăn. Vô số lần bằng ơn soi sáng bất ngờ, Chúa đã cho con biết điều nào đẹp lòng Chúa hơn. Ôi, bao nhiêu lần tha thứ nào ai biết được. Biết bao lần Chúa đã đổ xuống hồn con ơn can đảm và kiên cường để dấn bước. Chính Chúa đã cất đi những chướng ngại trên đường con đi, can thiệp trực tiếp vào những hành động của tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, tất cả những gì con đã thân thưa với Chúa chỉ là một bóng mờ so với những gì đang diễn ra nơi tâm hồn con. Lạy Chúa Giêsu của con khao khát cháy bỏng cho các tội nhân được thống hối. Chúa biết con đang làm những gì để đưa họ trở về với Chúa. Mỗi xúc phạm đến Chúa đều gây nên thương tích sâu hoắm nơi con. Để bảo vệ nước Chúa, con không tiếc xót sức lực, sức khỏe hay mạng sống của mình. Mặc dù ở đời này, những nỗ lực của con có lẽ không được nhìn thấy, nhưng không vì thế mà kém giá trị trước mắt Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con muốn đem các linh hồn đến với nguồn mạch thương xót của Chúa, để kín múc thứ nước tái sinh bằng chiếc bình tín thác. Linh hồn nào càng khát khao lòng thương xót, hãy càng đến với Chúa với niềm tín thác lớn lao. Và nếu họ tín thác vào Thiên Chúa không giới hạn, thì đáp lại, Chúa cũng dành cho họ một khối xót thương không giới hạn. Lạy Thiên Chúa của con, Chúa biết mọi nhịp đập của trái tim con. Chúa biết con thao thức trăn trở cho mọi trái tim đều đập chỉ vì một mình Chúa, để mọi linh hồn đều tôn vinh sự cao cả của lòng thương xót Chúa. Chúa Giêsu nói với linh hồn: Hỡi cục cưng của Cha, niềm hoan lạc của trái tim Cha, những lời của con thân thương và làm thỏa lòng Cha hơn cả đoàn các thiên thần. Mọi kho tàng của trái tim Cha đều rộng mở cho con. Con hãy lãnh nhận từ trái tim này tất cả những gì cần thiết cho con và cho toàn thế giới. Vì tình yêu của con, Cha chịu lại những hình phạt nghiêm thẳng mà nhân loại đáng phải gánh chịu. Một hành vi yêu mến tinh ròng làm đẹp lòng Cha hơn ngàn lời kinh bất xứng.
Một lời thở than yêu mến của con đền bồi được rất nhiều xúc phạm mà các kẻ vô thần đã phạm đến cha. Hành vi nhân đức nhỏ nhất cũng có giá trị vô hạn trước mắt cha. Nhờ tình yêu lớn lao con dành cho cha, nơi một linh hồn chỉ sống cho tình yêu cha, cha ngự trị như trên thiên đàng. Cha chăm chút cho họ cả ngày lẫn đêm. Nơi ấy, cha tìm được hạnh phúc của cha. Tai cha lắng nghe từng lời nài xin của trái tim họ. Cha thường đoán trước những lời kêu xin của họ. Hỡi người con cưng yêu nhất của cha, quả táo trước mắt cha, con hãy nghỉ ngơi một lúc gần bên trái tim cha và nếm hưởng ân tình mà con sẽ được hoan hưởng trong cõi đời đời. Nhưng này con nhỏ, con vẫn chưa về đến quê hương của con. Vậy con hãy ra đi và được mạnh sức nhờ ân sủng cha. Hãy chiến đấu cho nước cha trong các linh hồn. Hãy chiến đấu như một người con của vua cả. Và hãy nhớ rằng tháng ngày lưu đày của con sẽ thấm thoát trôi nhanh, nhưng đó cũng là khả năng để đạt thành công trạng trên chốn thiên đàng. Con nhỏ của cha ơi, cha trông đợi từ nơi con rất nhiều linh hồn sẽ tán dương lòng thương xót cha trong cõi đời đời. Hỡi con nhỏ của cha, để có thể đáp ứng lời mời gọi của cha một cách xứng đáng, con hãy lãnh nhận cha hàng ngày trong lúc hiệp lễ. Điều ấy sẽ ban sức mạnh cho con. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng bỏ mặc con lẻ loi trong đau khổ. Lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối dường nào. Con là vũng sâu khốn nạn, là hư vô đích thực. Vì thế, nếu Chúa bỏ con một mình, con sẽ sa ngã thì có lạ gì? Chúa ơi, con chỉ là một đứa bé, vì vậy con không thể tự mình sống được. Tuy nhiên, dù bị bỏ rơi hoàn toàn, con vẫn tín thác. Dù cảm giác của con thế nào đi nữa, con vẫn tín thác. Và con đang được biến đổi hoàn toàn trong niềm tín thác. Bất kể nhiều lúc con có cảm thấy điều gì đi nữa, xin Chúa đừng giảm bớt một đau khổ nào của con, nhưng xin ban thêm sức mạnh để con có thể chịu đựng. Lạy Chúa, xin hãy đối xử với con tùy ý Chúa. Chỉ xin cho con được mến Chúa trong mọi biến cố hoàn cảnh. Lạy Chúa, xin đừng san bớt chén đắng của con, nhưng ban sức mạnh để con có thể uống cạn. Chúa ơi, đôi khi Chúa nâng con vào vầng sáng của thị kiến, để rồi lại ném con vào bóng tối của đêm đen và vực thẳm hư vô của con. Linh hồn con cảm thấy bơ vơ giữa chốn hoang mạc. Tuy nhiên, lạy Chúa Giêsu, vượt trên tất cả, con vẫn tín thác vào Chúa vì Chúa không hề đổi thay. Các tâm trạng của con thay đổi, nhưng Chúa muôn đời vẫn thủy chung, luôn đầy lòng xót thương. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa nghe cuộc tình tự giữa Thiên Chúa nhân lành với một linh hồn trọn lành trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina số 1480.
1489. Đọc xong số 1489, ta cảm thấy Chúa thật dễ thương. Chúa quá gần gũi. Chúa nói với mỗi người, với từng người, cũng như đã nói với Faustina: hỡi con cưng yêu của cha, con hãy nói đi, lúc nào cha cũng lắng nghe, cha đợi chờ con. Thế con muốn thỏ thẻ gì nào? Anh chị em và các bạn đã nghe Chúa nói với mình như vậy chưa? Những lúc mình đến trước Thánh Thể, những lúc mình đến trước linh ảnh lòng thương xót Chúa, những lúc thinh lặng, những lúc đau khổ, những lúc cô đơn, những lúc buồn chán, mình có nghe được Chúa nói với mình: con cưng yêu của ta, hãy nói đi, lúc nào ta cũng lắng nghe, ta đợi chờ con, con muốn thỏ thẻ gì? Linh hồn nói: trước tiên cho con được thổ lộ tâm tư dưới chân Chúa. Con chỉ nhớ là không một phút giây nào trong cuộc đời mà con không cảm nghiệm được sự bao bọc và lòng thương xót của Chúa. Và Chúa Giêsu đáp lại câu ấy bằng một lời mà ta nghe thấy kỳ diệu vô cùng: những lời của con làm cha mát lòng, và những lời tạ ơn của con khai mở những kho tàng ân sủng tân kỳ. Thường ta đến với Chúa, ta ít dâng lời tạ ơn, mà quên rằng những lời ấy làm Chúa mát lòng, và những lời tạ ơn của ta khai mở ra những kho tàng ân sủng tân kỳ. Nhưng mà Chúa nói: nhưng mình hãy hàn huyên cho hết những điều chôn chặt trong tâm hồn con. Hãy thủ thỉ hết cho nhau như hai tâm hồn đang yêu thương nhau, như hai người yêu thương nhau thủ thỉ tâm sự chia sẻ. Vẫn đang làm như thế thì Chúa cũng muốn mỗi người chúng ta hãy hàn huyên với Chúa như người tình với người tình, người yêu với người yêu, như hai tâm hồn yêu thương nhau, mà nói hết những gì chôn chặt trong lòng. Những gì ta không nói được với ai thì hãy nói với Chúa đi. Vì có những điều mình nói cũng chẳng ai hiểu được đâu. Nói với người đời chẳng ai cảm thông cho mình đâu. Cho dẫu là các đấng bậc đi nữa thì cũng chỉ hiểu phần nào mà thôi. Còn đối với Chúa, Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho ta, Chúa bao bọc ta trong áo choàng thương xót của Chúa, và không lần nào Chúa khước từ sự tha thứ. Chúa luôn dành cho ta lòng cảm thương và một đời sống ân sủng, nhất là nơi tòa xót thương, nơi bí tích hòa giải. Chúa đặt các linh mục ở đó để cho ta thấy rõ lời tha thứ cụ thể của Chúa. Một cái điều kỳ diệu nữa là khi ta kết hợp với Chúa thì ta và Chúa nên một với nhau, không còn bí nhiệm nào cả. Và nhất là tất cả những gì của Chúa đều là của ta, và tất cả những gì của ta đều là của Chúa. Anh chị em và các bạn có thấy được cái điều đó? Có cảm nhận được tất cả những gì của Chúa đều là của ta, và tất cả những gì của ta đều là của Chúa? Nhiều khi mình xin Chúa nhiều mà không thấy rằng là được chính Chúa là được tất cả, và không dám nói với Chúa là những gì của con đều là của Chúa. Không dám, không dám quảng đại cho đi, mà chỉ đưa tay nhận mà thôi. Thưa anh chị em và các bạn, lời cầu nguyện nói với Chúa, chính Chúa thường xuyên can thiệp để giải quyết những khó khăn. Chúa canh giữ ta từng giây từng phút và soi sáng cho ta biết phải hành động thế nào trong từng trạng huống cụ thể khi tâm hồn ta chao đảo đôi đường. Chính Chúa thường xuyên can thiệp để giải quyết khó khăn bằng những ơn soi sáng bất ngờ để cho ta biết điều nào đẹp lòng Chúa hơn. Và Chúa luôn luôn tha thứ biết bao nhiêu lần. Biết bao nhiêu lần Chúa đổ xuống cho ta ơn can đảm và kiên cường để dấn bước. Và chính Chúa là người cất đi những chướng ngại trên đường ta đi, và trực tiếp can thiệp vào những hành động của tha nhân. Vì thế mà mỗi người
khao khát cháy bỏng sao cho các tội nhân được sám hối, làm tất cả những gì có thể đưa họ về với Chúa, không tiếc xót sức lực, sức khỏe hay mạng sống của mình. Mặc dù thưa anh chị em và các bạn, mặc dù ở đời này những nỗ lực, những cố gắng, những thiện chí của mình có lẽ không được nhìn thấy hay là không được nhìn nhận, nhưng dù thế gian, dù người đời, dù bất cứ các đấng bậc hay bất cứ ai không nhìn nhận giá trị, không nhìn nhận nỗ lực hay là cố gắng của mình, không phải vì thế mà kém giá trị trước mặt Chúa. Và ta hãy khao khát đem các linh hồn đến với nguồn mạch xót thương Chúa để họ kín múc bằng chiếc bình tín thác. Linh hồn nào càng khát khao lòng thương xót thì càng đến với Chúa với niềm tín thác lớn lao. Và nếu mà họ tín thác vào Thiên Chúa không giới hạn thì đáp lại, thương chị em và các bạn, đáp lại Chúa cũng dành cho họ một khối xót thương không giới hạn. Dám không? Dám đến với Chúa với một lòng tín thác không giới hạn thì Chúa cũng đổ tràn ơn phúc cho ta không giới hạn. Và Chúa Giêsu nói với mỗi người chúng ta như nói với Faustina: hỡi cục cưng của ta. Dễ thương chưa? Chúa gọi ta là cục cưng. Hỡi cục cưng của ta, niềm hoan lạc của trái tim Chúa. Mà những lời mình thưa thốt với Chúa, mình tâm sự với Chúa tận đáy lòng, chân thành, không màu mè, không khách sáo, không giả dối, giả tạo, thì những lời ấy làm thỏa lòng Chúa hơn là ca đoàn các thiên thần nữa. Mọi kho tàng từ trái tim Chúa đều rộng mở cho ta, và ta lãnh nhận từ trái tim ấy tất cả những gì cần thiết cho ta và toàn thế giới. Đặc biệt điều này, thưa anh chị em, nếu ta dành cho Chúa một tình yêu trọn vẹn và thực sự thì Chúa chịu lại những hình phạt nghiêm thẳng mà nhân loại đáng phải gánh chịu. Chúa khoan giãn, nương tay với những hình phạt nghiêm thẳng mà nhân loại đáng phải chịu. Vì một hành vi yêu mến tinh rồng làm đẹp lòng Chúa hơn ngàn lời kinh bất xứng. Có đọc ngàn lời kinh mà không có tình yêu, có làm ngàn việc đạo đức mà không có lòng đạo đức, không có lòng thương xót, thì cũng không bằng một hành vi yêu mến tinh rồng. Một lời thở than yêu mến được đền bồi rất nhiều xúc phạm các kẻ vô thần, xúc phạm đến Chúa. Một hành vi nhân đức nhỏ nhất cũng có giá trị vô hạn trước mặt Chúa nhờ tình yêu lớn lao ta dành cho Chúa. Một hành vi nhân đức nhỏ nhất cũng có giá trị vô cùng trước mặt Chúa nhờ tình yêu lớn lao mà ta dành cho Chúa. Mà nơi một linh hồn chỉ sống cho tình yêu Chúa thì Chúa ngự trị như trong thiên đàng. Chúa chăm chút cho họ cả ngày lẫn đêm. Và ở nơi những tâm hồn yêu mến Chúa như thế thì Chúa tìm được hạnh phúc, và Chúa lắng nghe từng lời nài xin của trái tim họ và đoán trước những lời kêu xin của họ. Vì thế thưa anh chị em, khi mình yêu mến Chúa thật sự hết lòng hết sức, Chúa ngự trong trái tim mình, thì Chúa chăm chút cho ta cả ngày lẫn đêm. Chúa lắng nghe lời nài xin của ta và ngay cả đoán trước những lời kêu xin. Và Chúa gọi là con cưng yêu nhất của Chúa, quả táo trước mặt Chúa. Hãy đến gần bên trái tim Chúa mà nếm hưởng ân tình ta sẽ được hoan hưởng trong cõi đời đời. Nếm trước đi. Mặc dù bây giờ chưa về đến quê hương của mình, quê hương đích thực là thiên đàng, mà ta phải ra đi. Ra đi nhờ ân sủng của Chúa để chiến đấu cho nước Chúa trong các linh hồn. Chiến đấu như một người con của vua cao cả. Và những tháng ngày ta đang sống trên trần gian này, khó khăn thử thách như là những tháng ngày lưu đày, lại có khả năng để đạt thành công trạng trên chốn thiên đàng. Những khó khăn thử thách này ở đời này lại là dịp để ta có thể đạt được công trạng trên chốn thiên đàng. Và Chúa vẫn mong đợi khao khát có nhiều linh hồn tán dương lòng thương xót Chúa. Vì thế,
mà hãy làm hết tất cả những gì có thể được, chiến đấu cho nước Chúa trong các linh hồn. Và cuối cùng, Faustina vẫn than thở với Chúa, nói hết nỗi lòng. Chúa bảo có gì thì con cứ nói hết đi, như người yêu nói chuyện với người yêu. Faustina nói với Chúa, và tôi thấy đó cũng là cái tâm trạng của tôi, của mỗi người chúng ta ngày hôm nay, là xin Chúa đừng bỏ mặc con lẻ loi trong đau khổ. Vì Chúa biết ta yếu đuối, Chúa biết nếu Chúa bỏ rơi ta, ta sẽ sa ngã thôi, vì ta chỉ là một đứa bé không thể tự mình sống được. Nhưng mà đây là câu rất là tuyệt vời đấy thưa anh chị em. Cho dù có bị bỏ rơi hoàn toàn, con vẫn tín thác. Cho dù cảm giác của con thế nào đi nữa, con vẫn tín thác. Và con đang được biến đổi hoàn toàn trong niềm tín thác. Bất kể nhiều lúc có cảm thấy điều gì đi nữa, vẫn cứ tín thác. Trong hoàn cảnh hiện tại tôi đang sống đây, dù có khó khăn, có thử thách, dù có bao nhiêu là cản trở, vẫn lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Và xin Chúa đừng giảm bớt một đau khổ nào cho con, nhưng ban thêm sức mạnh để có thể chịu đựng. Đừng giảm bớt đau khổ, nhưng ban thêm sức mạnh để chịu đựng. Hãy đối xử với con tùy ý Chúa. Chúa muốn đối xử với con như thế nào? Tùy ý Chúa. Chỉ xin cho con được mến Chúa trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh. Dù có như thế nào đi nữa, xin cho con được mến Chúa. Xin Chúa đừng san bớt chén đắng, nhưng ban sức mạnh để con có thể uống cạn. Có lúc Chúa cho ta được hưởng những hạnh phúc, được thấy ánh sáng, rồi có lúc Chúa ném ta vào bóng tối của đêm đen, vực thẳm hư vô, bơ vơ như chốn hoang mạc. Lúc tôi cảm thấy rõ, lúc hoạt động thành công, mọi người tin tưởng phó thác cậy trông, nhưng có lúc bị chống đối, bị nghi ngờ, bị gièm pha, bị ném xuống tận vực thẳm. Tuy nhiên, vượt trên tất cả, vẫn tín thác vào Chúa, vì tôi xác tín rằng Chúa không hề thay đổi. Các tâm trạng của ta có thể thay đổi, nhưng muôn đời Chúa vẫn thủy chung, muôn đời Chúa vẫn luôn tràn đầy lòng thương xót. Chúng ta cùng thinh lặng cầu nguyện để mỗi người có được những cảm nghiệm như thánh nữ Faustina, gần gũi thân thương với Chúa, thổ lộ với Chúa hết tất cả những cái gì sâu lắng nhất, thầm kín nhất, những gì chôn chặt trong đáy lòng mà không bao giờ có thể nói được với ai, hãy nói với Chúa. Chúng ta cùng đọc 10 kinh trong chuỗi lòng thương xót Chúa, kinh cầu lòng thương xót của Cha và kinh tận hiến cho Chúa Giêsu, rồi lãnh phép lành và hát bài kinh lòng thương xót Chúa. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ân, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thang. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tôn, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ái Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria rất thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót của Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng Cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em ngày mai trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Chán trường con tìm được đâu chốn tựa nương, ngoài lòng từ ái Chúa son thương. Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ái Chúa son thương.
trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xóm thương nhân từ. Để đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xóm. Tràn ngầm vui sướng, dâm dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xóm thương nhân từ. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa.